chào tất cả anh em, chào tất cả những người hâm mộ. Vâng, hôm nay thì mãi mới có cơ hội để được quay tiếp trước Vinh X7 cho anh em xem. Vừa qua thì có rất nhiều anh em comment trên kênh của mình như là trên mạng xã hội Facebook có nói rằng là với một chiếc xe chỉ có 688 triệu thì nó có được bền không. Đấy, anh em quan tâm có bền không, rồi nó có đảm bảo những cái yếu tố về chất lượng, độ bền, những độ hoàn thiện như thế nào. Thế thì hôm nay phải ở lại đến tận tối thì mới có cơ hội để quay chiếc xe này. Bình thường thì ban ngày thì rất nhiều người quan tâm đến đây thì mình không có thời gian để làm cái video. Thì hôm nay sẽ gửi đến anh em video này để soi chi tiết chiếc xe này nhá anh em nhá, soi chi tiết thì muốn chiếc xe nó có đẹp, có hoàn thiện tốt không đấy thì mình phải soi chi tiết nó mới biết được. Bởi vì là rẻ hay không ấy, rẻ mà không đi đôi chất lượng thì vứt đi đúng không anh em, nhưng rẻ mà chất lượng tốt đấy nó là đúng giá trị của chiếc xe. Thì chúng ta mua xe bị đắt quen rồi đấy. Thì hôm nay là cái thông điệp này gửi đến cho anh em nhé. Đầu tiên thì mình vẫn cứ đi một vòng để cho anh em ngắm chiếc xe này, sau đó mình sẽ quay chi tiết từ ngoài vào trong để anh em đánh giá. Những anh em mà ở xa không có điều kiện đến xem xe trực tiếp tại showroom thì có thể qua cái video này của mình để cho mình hãy nhìn nhận, cho mình cảm nhận mình có nên xuống tiền hay không xuống tiền nhé. Tất nhiên thì thời điểm này thì cũng nói luôn với anh em là chưa mua được xe đâu, bởi vì là có xe giao đâu đấy. Nhưng mà thôi, anh em mình vẫn có cơ hội để mua mà đúng không. Yên tâm là khi mà đã vào Việt Nam rồi thì hãng sẽ bổ sung xe để phục vụ nhu cầu của anh em. Ok, bây giờ mình bắt đầu nhá, đi soi chi tiết nhá, đi một vòng trước nhá. Đây, mình đi một vòng để cho anh em ngắm. Hôm trước thì có một video của mình test tính năng giữ làn đấy cho anh em xem rồi, cũng khá nhiều anh em quan tâm. Thì hôm nay mình sẽ soi chi tiết đi một vòng trước để cho anh em ngắm nhìn chiếc xe này nhé. Về cảm quan, về ngoại hình của chiếc xe ấy, thì mình không nói đến, bởi vì là mỗi một người có một cái cảm nhận riêng. Tuy nhiên thì với mình thì mình cảm thấy đây là một cái mẫu xe rất là mới và cái thiết kế thực sự là của tương lai, mình thích cái thiết kế này. Còn anh em thì có thể anh em tự nhận xét cho bản thân mình việc thích hay không, đúng không, mình không bàn đến chuyện đấy nữa. Đấy, đây là bên sườn xe này thì mình cũng nói qua luôn đấy, các bạn có thể nhìn thấy cái tay nắm cửa này, khi chúng ta mở ra thì cái tay nắm nó sẽ mở ra, khi chúng ta khóa vào nó sẽ thụt vào, hoặc khi chúng ta vào số nó sẽ tự thụt. Cái điểm nhấn ở cái phần sườn xe này ấy, mình rất thích, đó là cái phần này mọi người này. Đấy, cái phần này mình thích, cái phần này nó chỉ là cái ốp mình mọi người vẫn gọi là mang cá đấy, thì nó tạo cái điểm nhấn cho chiếc xe nó có gì đó, nó thêm phần thể thao đấy. Còn cửa xe thì mọi người nhìn thấy là gần như là thiết kế phẳng nhé, để giảm lực gió. Thì riêng có cái phần đuôi xe này được vuốt lên từ đèn hậu, đây cái gân này vuốt từ đèn hậu mà xuống đến giữa cái cửa sau thì nó tạo cho cái phần đuôi xe thêm khỏe khoắn hơn. Đấy, nó úp vào cái đèn hậu này trông rất là thể thao đúng không ạ. Một cái phần nữa mình rất thích ở khi nhìn bên ngang hông của chiếc xe này ấy, đó chính là cái phần cột C. Thì cột C này thì họ làm bằng kính hết rồi, họ làm bằng kính hết đấy, nhìn cái xe nó rộng và nó dài, kính đen luôn mọi người nhé. Nhưng cái điểm nhấn chính là cái phần này, cái phần mạ chrome mờ này, bóng mờ này vuốt xuống đây này. Mọi người có thể thấy không, nó kết hợp với cái phần cánh gió phía sau nhìn rất là bắt mắt đấy. Còn phần đuôi xe thì mọi người có thể thấy rồi đúng không ạ, cái đèn hậu này thiết kế rất là đẹp, vuốt dài từ bên trái sang bên phải đấy. Và
những cái bóng, cái đèn đây, cái đèn hành trình này nhé, là theo như ngôn ngữ thiết kế của nhà sản xuất thì họ nói rằng là đây là cái mô tả mô phỏng theo cái phím của đàn piano. Đấy, rất là đẹp. Phần đuôi xe thì đây chúng ta có thể thấy này, có hai ống xả nhé, ống xả thật luôn mọi người nhé. Đấy, đây cũng là một cái điểm phải nói rằng là điểm nhấn của chiếc xe này, trông thêm phần khỏe khoắn hơn đúng không? Nếu nó là một cái bô đơn giản thì nhìn nó hơi bị lệch, làm hai bô thì nó cân đối đối xứng hơn. Đấy, à, nói thêm về cái phần la răng của chiếc xe này, nếu chúng ta nhìn cái la răng này ấy, có thể nhiều người thấy không thích lắm vì nó cảm giác thì nó hơi dày và nó cục mịch. Tuy nhiên thì cái la răng này khi chạy trên đường ấy, nó sẽ tạo một cái vòng xoắn rất là đẹp, đúng không? Rất là đẹp luôn, và họ làm cũng khá là trau chuốt. Đây, bây giờ nhá, chúng ta sẽ soi kỹ đi phần đầu xe trước. Mọi người thấy này, trên phần đầu xe này được trang bị tận những 6 cái cảm biến cơ, 6 cảm biến trước. Đấy, mặt ca lăng thì rất là to, và ở giữa đây thì có cái camera của 360 độ này. Mọi người, mình sẽ coi chi tiết như này để mọi người nhìn nhé, cái độ hoàn thiện đấy của chiếc xe. Đấy, mọi người nhìn này, những cái kép nối, những cái khớp nối giữa mặt ca lăng với cái phần vỏ xe này rất là khít luôn. Đấy, mọi người có thể nhìn nhé. Đấy, rất là khít. Đấy, và họ có cái thanh chrome đây tạo điểm nhấn này, rất là đẹp, rất là đẹp. Đây là cái phần này, phần radar đằng trước nhé, thì cái phần radar này để cho cái hệ thống bám đuổi xe phía trước đấy. Đây là phần đây là đèn, cái đèn này là đèn sương mù nhé. Đèn sương mù này thì một cái bóng bên này và cái bóng để hỗ trợ khi chúng ta đánh lái thì nó sẽ sáng cái góc lái bên đấy. Mỗi bên có một cái, còn cũng trong này có một cái bi led nữa. Đấy, mọi người nhìn này, độ hoàn thiện này, từ cái góc, những cái khe góc này. Còn đây là phần hốc hút gió này. Chiếc xe này thì trang bị hệ thống đèn full led này. Đây, mọi người nhìn này. Đây, những cái khớp núi này, mọi người nhìn này, rất là tỉ mỉ luôn, rất là đẹp. Cái đèn này không có một cái tí ma bia nào cả, và phần này còn được ốp bằng cái cao su luôn. Đấy, họ làm đây, mọi người nhìn nhé. Những cái phần này thì những cái xe mà hoàn thiện cao ấy thì cái khe hở này nó rất là nhỏ. Đấy, cái xe mà hoàn thiện không tốt thì phần này nó sẽ hở lên rất là nhiều. Rồi chúng ta hãy nhìn đi, đây phần nắp capo này. À, hôm trước có người có một bạn bán còm là cái này nó mỏng, nó mềm. Đây mọi người, tôi ấn nhá. À, thực sự ấy, cái nắp capo này nó không, tất nhiên cái phần nắp capo này không phải cứng, không phải là cái chỗ để làm quá cứng, bởi vì đây là còn làm cái phần để hấp thu xung lực mà khi mà va chạm với người đi bộ đấy. Nhưng mà như này nó quá cứng rồi mọi người ạ, không hề mỏng như hôm trước có một anh bạn đánh còm đâu. Chúng ta nhìn thực tế phần giải đen nét này, mọi người nhìn này, rất là đẹp luôn, họ làm rất là trau chuốt. Đấy, chúng ta phải xem tỉ mỉ như này thì mới thấy được chiếc xe này có độ hoàn thiện rất là cao. Những cái khe hở của lắc capo này, mọi người nhìn này, rất là nhỏ này. Đấy, rồi những cái ốp này, đấy, hoàn thiện rất là đều đặn. Đây, khe cửa, hở cửa này, nhỏ, rất là nhỏ. Đấy, và đều nhau nhé, quay như này để mọi người nhìn này, các cái khe cửa rất nhỏ và rất là đều nhau. Đấy, chứng tỏ là độ hoàn thiện của nó rất là tốt, không phải là rẻ, mà là của rẻ là của ôi đâu. Đây là chiếc xe về đúng giá trị của chúng ta thôi, chúng ta mua xe đắt quen rồi. Đây là phần la răng, la răng này thì là mọi người nhìn nhé, đây là họ sơn rất tỉ mỉ, phần trong này được sơn phần ghi bóng này. Đấy, còn đây là phần xước phay này, nhìn thì nó có vẻ to nó thô thôi nhưng rất là đẹp, họ hoàn thiện rất là kỹ từ cái guốc phanh này, mọi người nhé, rất là sáng bóng. Đấy, hệ thống treo này. Đấy, những cái ốp nhựa này xung quanh đây là vè cua lốp này. Đây mọi người nhìn nhé, hoàn thiện rất là chi tiết. Đấy, chúng ta đi xem xe ấy, thì chúng ta phải xem cái độ hoàn thiện của chiếc xe đấy nó như thế nào, sẽ đánh giá được cái chất lượng
những cái công sức, những cái họ đầu tư vào chiếc xe này có đáng giá hay không. Đấy. Chiếc xe này thì đây mọi người nhìn này, toàn bộ đã được ốp cái lẹp chrome rồi, và cái lẹp đây mọi người nhìn nó rất là đẹp, đều nhau nhé, đều tăng tóc luôn. Đấy. Mình phải soi kỹ như này để cho những anh em mà ở xa chúng ta không xem được trực tiếp, tạm thời thì chưa có xe để xem, thì anh em xem như này để anh em cảm nhận được cái chi tiết của độ hoàn thiện chiếc xe này. Đấy. Đấy, chúng ta ra phần đuôi xe đây, cái đèn đây, những cái góc này này mọi người này, nếu những chiếc xe hoàn thiện không tốt nó sẽ có những cái vía sờ vào dễ bị đứt tay. Đây mọi người nhìn nhé, cái phần đèn hoàn thiện rất là kỹ. Đây mình mở cái cốp này ra để anh em nhìn, đây là những cái góc của những cái đèn này. Đây họ hoàn thiện tốt luôn. Đấy. Rồi những cái đây những cái mối hàn dập này. Đây. Rồi những cái khung xe anh em nhìn nhé, nhiều những chiếc xe những cái chỗ này họ hoàn thiện rất là kém, như chiếc xe này mình soi như này để anh em nhìn. Đấy. Rất đều hai bên luôn, những cái dọc này, những cái keo họ tóc vào rất là chuẩn. Những cái góc đèn này anh em nhìn nó hoàn thiện rất tốt luôn. Chúng ta soi kỹ như này để anh em nhìn thấy. Một phần nữa đây, anh em nghe nhé, cái cốp này đóng cực kỳ êm, có nghĩa là cái chất lượng của cái ti cốp điện này rất tốt này. Đấy, anh em có nghe gì không? Gần như không nghe cái tiếng kêu. Đấy, chúng ta phải soi như thế này. Phần đèn này, những phần ốp chrome, thế đèn rất là đẹp. Hôm nay phải làm một clip này tỉ mỉ để cho anh em xem. Đấy. Một cái điều đặc biệt anh em để ý nhé, rất nhiều những chiếc xe cái phần khe hở cốp này này nó rất là rộng, nó phải rộng đến chúng ta có thể đưa được ngón tay út vào. Nhưng chiếc xe này mọi người nhìn nhé, anh em xem nhé, hai bên rất khít và rất là nhỏ nhé. Đấy, anh em đi soi xe anh em sẽ biết. Hôm nay làm cái clip này để anh em xem, anh em sẽ soi những chiếc xe khác xem nó như thế nào nhé. Đấy, xem độ hoàn thiện của chiếc xe này với các chiếc xe khác nó có khác nhau không. Đấy, hôm nay tiếc là thì xe đang ở trong showroom thì mình không thể soi được gầm thôi. Mình sẽ hẹn anh em trong một cái video khác, mình sẽ làm về cái phần gầm chiếc xe này, xem phần gầm họ làm như thế nào. Hôm nay mình chỉ làm về những cái chi tiết mà chúng ta mắt thấy, đấy, tay có thể sờ được. Đấy, về độ hoàn thiện của chiếc xe soi kỹ như này để anh em nhìn. Chiếc xe này thì phần bên gương phụ này, ngoài một cái camera này dành cho hệ thống camera 60 độ thì có một cái camera này, cái camera bên sườn này này, thì khi chúng ta bật xi nhan ấy thì nó sẽ soi toàn bộ cái sườn này. Bên lái thì không có, vì bên lái là người lái sẽ chủ động, còn bên phụ này thì không quan sát hết, thì phần camera này nó sẽ có một chức năng soi toàn bộ cái sườn xe cho chúng ta nhé. Đấy, rất là an toàn khi chúng ta cạp lề mà xe máy xe đạp nó sẽ, người ta sẽ đi vào cạnh thì không quan sát được, thì cái camera này sẽ giúp chúng ta quan sát. Ngoài ra thì nó có thêm cả cái chức năng cảnh báo điểm mù ở đây nữa, có bên này chúng ta có thêm một cái sự an toàn nữa ngoài chiếc camera ra, và còn có thêm cái cảnh báo điểm mù ở đây. Rồi bây giờ thì anh em cũng xem qua hết bên ngoài xe rồi, những cái chi tiết, những cái hoàn thiện mình đã soi chi tiết cho anh em xem rồi. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong nội thất đi, chúng ta xem nội thất chiếc xe này hoàn thiện đến đâu nhé. Đây là nội thất của chiếc xe, thì đầu tiên chúng ta mở cửa thì chúng ta sẽ soi cái phần cánh cửa trước. Đây là phần tắt đi cửa này, anh em xem những cái góc này. Đấy, những cái góc hoàn thiện này. Đấy, những cái gước này, nó có hở không và có bị cái ma bia không. Đấy, chúng ta soi những đấy, thì những chi tiết ốp vào cửa này có đẹp hay không. Đây, phần da may đây, may nó có trơn tru mượt mà không nhé anh em nhé. Nên mình soi như này. Trước cũng có anh em chê cái phần nhựa này, nói thật sự anh em ấy, cái nhựa này ấy, chúng ta họ làm ấy, nó giống cái phần vân da bên trên này này. Đây là vân da nhé, họ làm như thế thôi chứ không phải nhựa, nó lởm nhựa nó đẻo đâu, nhựa rất chắc chắn luôn. Đấy, rất chắc chắn luôn. Phần đây chiếc xe này còn phần trên cửa lại còn thêm một cái răng đây nữa này anh em này, răng rất dày nhá, sao này anh em này. Đấy, ốp phần hông xe này, nó có thêm một sự cách âm khi chúng ta
chạy nó sẽ có gió vào đây. Đấy, răng nguyên bản thì có thêm ở đây rồi. Đấy. Ở trên đây này, cửa là cửa dập nguyên khối anh em nhé. Những cái cửa dập nguyên khối này nó tạo ra một cái khối rất là vững chắc. Đấy, chiếc xe đời mới bây giờ thì toàn là cửa dập nguyên khối này thôi. Đấy, chúng ta soi phần cửa sau đi. Đây. Đấy, cửa sau cũng thế này, anh em xem mức độ hoàn thiện. Cái ốp nhựa này nhiều xe họ làm rất là hở này. Thế nhưng chiếc xe này họ làm rất là kít luôn. Đấy, bình thường nhiều chiếc xe họ làm không chú trọng cái phần này đâu. Soi những chi tiết đấy để anh em đánh giá xem cái chiếc xe này cái độ hoàn thiện, cái công sức họ bỏ vào đây rất là lớn. Đấy, họ làm vì thương hiệu của họ chứ không phải là như nhiều người vẫn nói rằng là xe tàu đi 3 năm rụng bánh. Đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ soi cái phần bên trong xe đi đầu tiên nhá. Chúng ta thấy này, mình vào từ bên phụ thì ghế phụ bên này có cả chỉnh điện này, cao thấp lên xuống này, cả phần bơm lưng cho người ngồi bên ghế phụ nhé. Rất ít xe họ trang bị cái tính năng đầy đủ như này cho ghế phụ. Đấy, nhưng chiếc xe này họ trang bị đầy đủ rồi. Phần da này thì da lapa rất là mượt luôn. Cái đường chỉ may rất là lét. Đấy, anh em mình sờ ra nó rất mịn luôn. Chiếc xe này thì có cả sưởi ghế và mát ghế, thành ra là ghế được đục lỗ thoáng nha anh em nhé. Ra sờ rất là mềm, đệm mút thì rất êm này anh em nhìn này. Ấn này, rất êm luôn. Đấy, rất là thích. Mình ngồi cái ghế này mình rất là thích luôn. Còn đây là phần tắp lô xe thì anh em có thể xem này. Cái phần đường chỉ may họ may rất là sắc nét. Đấy. Họ may rất sắc nét. Đây là da nhá anh em nhé. Họ may rất sắc nét. Đấy. Họ may cực kỳ nét luôn anh em nhìn này, nó đều nhau này. Chúng ta phải soi cả chi tiết đấy. Những cái phần ốp chrome rất là đẹp, tạo cái hình khối á. Họ khắc CNC đều nhau sắc nét luôn. Đấy. Rồi, đây là cái phần cửa gió điều hòa này. Đấy. Anh em xem. Đấy. Họ làm rất là chi tiết. Đấy. Những cái tay gạt này rồi những cái cánh gió này mạ chrome bóng mờ rất là đẹp. Rất trau chuốt. Đấy. Còn phần màn hình nhá. Cái màn hình này là cả một khối màn hình luôn anh em nhé. Cả một khối màn hình. Đấy. Một khối màn hình hết. Và họ làm rất tỉ mỉ. Cái khung này là bằng sắt chứ không phải bằng nhựa đâu anh em. Rất chắc chắn luôn. Màn hình thì rất lép rồi. Đấy, camera 360 độ đây là anh em xem này. Rất lép luôn. Mình không dám so sánh với xe nào nhưng thực sự nó rất nét. Đây chúng ta có thể soi được này. Đấy. Soi được xung quanh chiếc xe. Cái xe này thì anh em lại đặt thành cái màu khác thôi. Đây hay. Đây. Đấy, chúng ta xoay như này. Đấy. Tôi không biết cứ đi bấm. À. Anh em xoay này nhá, xoay đến đâu rồi. Chúng ta có thể soi được bốn xung quanh xe của ta luôn. Đấy. Cái chiếc xe này rất mới thành ra là mình thực sự là chưa tìm hiểu hết những cái chức năng của chiếc xe này. Thỉnh thoảng là rảnh qua đây nhưng mà rất nhiều người xem. Đấy, hôm nay mới được sờ vào đây. Đây anh em nhìn này. Đấy, khi chúng ta quay này đến đâu, quay bốn xung quanh luôn, rất lép. Đấy. Đồ hoàn thiện tốt này. Rồi camera LED này. Ở đây là màn hình để điều chỉnh điều hòa này, anh em nhìn rất là sắc lép. Đấy, rất sắc lép. Các cái phím bấm này nhé. Anh em nhìn họ mạ chrome bóng mờ ấy. Cực kỳ đẹp và tinh xảo này. Rồi cái phím đây này, cái phím bấm trung tâm. Cái phím này rất hay nhá, là có thể xoay được. Ngoài cái chúng ta xoay cái nút tròn này, chúng ta có thể quay ngả bốn xung quanh, bấm ở giữa này. Đấy, các phím này rất là đẹp, rất chi tiết. Nên phải làm chi tiết như này để cho anh em xem. Cần số này, anh em nhìn thấy cần số đẹp không? Cực kỳ đẹp nhá. Đấy. Họ làm rất là cầm vào tay rất là thích. Cực kỳ thích luôn. Đấy. Phần vô lăng nhá. Vô lăng của chiếc xe này thì được bọc da lapa này, cầm và rất thích rồi. Da lapa anh em biết rồi, rất là thích, rất mượt. Các cái phím trên đây toàn bộ được là phím điều khiển cảm ứng nhé. Đấy, phím điều khiển cảm ứng tắt này, vuốt này, vuốt đấy, chúng ta vuốt đấy nó lên, chúng ta vuốt đấy nó sẽ điều chỉnh âm lượng này. Các phím khác, phím này thực ra thì nó vừa cảm ứng nhưng mà nó lại vừa phím vật lý.
anh em phải ấn xuống, chúng ta chạm vào đây không bị gì đâu, nhưng chúng ta ấn xuống thì nó sẽ nhận. Đấy, nếu chúng ta lái xe chúng ta quẹt vào thì không vấn đề gì. Họ làm rất là chỉnh chu. Đấy, vô lăng đê cắt rất là đẹp. Đây, có một cái chi tiết này khá là hay của chiếc xe này, đó chính là cái hộp, cái bệ tì tay. Bệ tì tay rất là lớn anh em nhé. Này, nó có thể trượt lên trượt xuống được. Nhưng cái thông minh ở đây ấy, anh em nhìn nhé. Đây, chúng ta nhấc lên này. Trong cái hộp tì tay và có cái hộp để đồ này, bệ tì tay để đồ, chúng ta có thể dịch chuyển các cái ngăn kéo bên trong. Khi chúng ta cần một cái khoang chứa đồ rộng, chúng ta có thể di chuyển. Đấy, dịch chuyển cái ngăn kéo này. Rất là thông minh, và đây là cái xe lần đầu tiên mình gặp cái tính năng này, rất là hay. Mặc dù nó nhỏ thôi, những cái chi tiết nhỏ thôi, nhưng mà thực sự là rất là đáng giá khi chúng ta để đồ. Giờ anh em biết rồi đúng không ạ? Rồi, đây là cái phần phím điều khiển cửa sổ trời các thứ này. Họ làm rất là tinh tế. Đấy, rất là nhỏ gọn thôi. Đây, cái đèn này là đèn cảm ứng anh em nhé. Đấy, chúng ta chạm vào thôi, chúng ta không phải ấn tạch 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 đâu. Đấy, cảm ứng. Đấy, khi chúng ta lái xe chúng ta cần soi, chỉ chạm vào là xong. Đấy, rất là hay luôn. Có cả hộp để kính này anh em này. Đấy, còn đây là, đây anh em nhìn cái đèn màu lên này. Đấy, cái đèn này rất là đẹp luôn. Đây là nó lên như một cái giải ngân hà anh em nhé. Lên như một cái giải ngân hà ấy. Lên giải rất đẹp mà. Không dùng cái sợi dây chạy dọc theo cái ốp nữa, mà bây giờ họ dùng hẳn lên cái giải ngân hà này. Anh em nhìn từ nãy giờ thì biết rồi đúng không? Xem từ nãy đầu clip giờ mình quay thì đều thấy là cái sự hoàn thiện của chiếc xe này rất là tốt so với cái tầm giá tiền này. Đấy, thì mình sẽ ra cái khoang sau. À đây, quên giới thiệu với anh em, đây là còn cái sạc không dây ở đây nhá. Dưới đây họ lại giấu cái sạc không dây ở đây. Đấy, chúng ta sẽ đỡ bị dây dợ rườm rà. Đây có cổng USB này. Đấy, sẽ đỡ bị cái rườm rà. Nếu chúng ta đặt lên đây thì dây dợ các thứ gì trông nó rối mắt đúng không? Họ giấu đây rất là khôn khéo. Đấy, rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi ra khoang sau đi. Khoang sau xem chiếc xe này thế nào nhá. Khoang hành khách phía sau này thì vẫn là cái ghế đấy thôi, nhưng vẫn có ra lỗ, nhưng mà phần ghế sau thì tiếc mà không có cái bọc da ở đây. Cái sưởi ghế mới mát ghế ở đây. Đấy, ghế rất êm mà rộng, những cái khoảng cách ngồi rất là rộng, ghế cực kỳ êm anh em ạ. Đây, như mình ngồi này, to ngang tay, ngang giữa tay. Sau thì cũng có cả cái cửa gió điều hòa phía sau luôn. Tiếc là không có cái phần điều chỉnh của cái điều hòa phía sau này. Đấy là hơi tiếc, ghế ngồi rất êm, ngồi giữa. Thì đằng sau này thì chiếc xe này, cái phần sàn này gần như bằng anh em ạ. Bằng luôn, không bị cái gờ lên đâu. Ở giữa để chân thoải mái. Mình sẽ quay như này để cho anh em nhìn. Đấy, rất là đẹp, họ bố trí rất là hài hòa. Đấy, đẹp mắt. Hôm nay làm cái clip này hơi dài một chút, anh em quan tâm thì hãy cố gắng xem hết. Nhớ like và subscribe ủng hộ kênh của mình nhé, để mình sẽ ra nhiều những video tiếp theo hay hơn về chiếc xe này. À, về phần an toàn thì anh em nhìn này, ở đằng trước mặt chúng ta là có hai túi khí nhé. Toàn bộ đây là có túi khí rèm đây này. Đấy, toàn bộ là có túi khí rèm, và bên cạnh ghế này chúng ta có thêm một túi khí nữa. Túi khí ở đây anh em nhé. Rồi mình sẽ qua cái bên ghế lái đi xem. Đấy, anh em thấy đóng cửa có chắc không? Cực kỳ chắc. Nếu chúng ta cứ bảo tôn mỏng thì đóng làm sao mà cửa chắc được như này đúng không? À, anh em này, tôn ấn như này mà cánh cửa nó rất rộng anh em nhé. Cái cánh cửa rất rộng, không có gân, cực kỳ chắc chắn này anh em này. Gõ này, thấy chưa, chúng tôn nó khác chưa? Đấy, rất tài dạng. Đây, phần ghế bên lái thì đây anh em nhìn thấy đây. Chúng ta có thêm cái phần nhớ ghế ba vị trí. Đấy, trang bị gần như là không còn thiếu chức năng gì nữa. Đây, các phím mở cửa kính lên xuống này. Đấy, ấn một chạm nhé. Đấy, mà cái phím này ấn nó rất có cảm giác, rất cảm giác luôn. Đấy, nếu chúng ta ấn một phát
lực mạnh một chát chút là nó sẽ lên tự động, chúng ta ấn từ từ nó sẽ xuống từ từ. Đấy, tí này ấn rất cảm giác luôn, nó êm ái và nó rất thật. Đấy, chúng ta không bị sợ cảm giác gợn tay nếu mà ấn mạnh một phát mà nó sẽ bị gãy. Tí này rất thích luôn. Ở đây thì ngoài ra chúng ta có thêm này, chức năng hỗ trợ đổ đèo này, cái bằng điện tử mở cốp này. Và cái chiếc xe này có một cái hay, mặc dù trang bị hệ thống đèn LED thông minh rồi, nhưng mà có cả phần điều chỉnh cao thấp của cái hệ thống đèn pha này, mình chủ động điều chỉnh được, cái này sẽ rất tiện hơn. Đấy. Ngoài ra thì có cả chức năng cruise control rồi assistant control để bám đuổi xe này. Thì hôm nào mình sẽ giới thiệu thêm với anh em những tính năng đấy. Hôm nay mục đích chính của mình muốn coi chi tiết của chiếc xe này để gửi đến những anh em mà quan tâm đến chiếc xe Ezinix 7 thực sự. Bởi vì tại sao mình phải làm thế? Bởi vì có rất nhiều người quan tâm chiếc xe này nhưng lo ngại về cái chất lượng của chiếc xe. Đấy, thì vừa rồi anh em xem hết clip thì đều cảm nhận được đúng không? Cái độ hoàn thiện của chiếc xe. Chiếc xe mà tốt, hoàn thiện tốt thì chứng tỏ là cái giá trị họ mang lại. Và chiếc xe này rất là nhiều. Anh em yên tâm về chất lượng chiếc xe này nhé. Còn về thời gian ấy, thì mình cũng nói luôn này. BAIC thì vào Việt Nam đến giờ này là cũng khá lâu rồi. Có những chiếc X65 mà mình đã làm video để gửi đến anh em ấy, cũng chạy đến mười mấy vạn rồi thì cũng không có hiện tượng gì đâu, chả có vấn đề gì cả. Thậm chí còn những cái rô tuyn còn chưa phải thay. Thì anh em yên tâm là chất lượng của chiếc xe này, mình yên tâm rằng là mình trong vòng 5 năm sử dụng thì mình không có điều gì thay cách. Còn có những anh em thắc mắc là công nghệ điện tử nó nhiều thì sử dụng nó sẽ ra sao, mình nói thật, nếu mà ai cũng có suy nghĩ như thế thì những chiếc mẫu xe mới thế thì chúng ta đến bao giờ mới được tiếp cận những công nghệ mới, đúng không anh em? Mình thì mình vẫn luôn mong muốn rằng là anh em tiếp cận được với những chiếc xe hiện đại như thế này. Và mình cũng tin tưởng rằng là với những chiếc xe này thì họ làm ra chiếc xe như này, chắc chắn một điều họ sẽ không làm những cái chiếc xe để lấy hình ảnh không đâu, mà họ muốn đi vào lòng người sử dụng của chúng ta. Ok, thôi xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video khác, thì mình sẽ giới thiệu thêm các tính năng khác của chiếc xe này. Anh em nhớ like.